Cái này mình đi sợ ớt cho nó cái nhà này. Cái này sợ ớt luôn nòng ngay nhỉ. Để sợ ớt cả cây này. Ớt này nhỏ chứ không bự nha. Quá trời, không thấy đâu kìa. Lúa này quá cao. Đây, không thấy đâu. Mặt quá sáng. Lại nhà, nước cái nhà. Ớt này. Kìa thành này. Mà cưới ở đâu này trái nhà cao bự. Đây cặp cả nhà hơi nằm trên đường bờ nè. Mình mới bắt con thở vô của mình. Rồi lên mình thấy cặp luôn. Trên đường bờ cũng giới luôn. Cặp mặt to quá. Cái nhà xem video cũng thông cảm nè. Nó hơi lắc với cái nhà. Rồi nhảy xuống luôn. Để giò mình nó yếu. Hai chân ngậm dễ xìu. Không có làm gì được chứ. Mình đi chứ là đi xịt mà. Quay video cho cả nhà xem. Cho mình mệt mỏi. Mình xịt bữa là mình nghỉ 2-3 bữa. Vì mình để biết nhẹ ở nhà hợp cho mình tim nữa. Mình chỉnh cho cái nhà xem cái nhà. Đây cặp nữa cái nhà. Nằm trên đường bờ nữa cái nhà. Rồi cái giá tay có cặp nào đi. Có hàng cặp đường bờ cái nhà. Cặp nào. Cặp lúc nào thấy hàm lắm cái nhà rồi. Thì con như thế nhà. À, mặt mắt cho xíu xíu cái nhà. Cái nhà nhà ơ thích nhà nhỏ. Thank you.
con trên bờ như thế này. Cho mình gọi gặp con ếch thì nó xa lắm, mà mình đi gần lại mình mới quay cho cả nhà xem cả nhà ơi. Vì cái đường nó xa mình đi lại con ếch thì nó lâu dài, nó lâu lắm. Hàng quá, hàng chơi hàng quá, hàng quá, hàng hàng cái nhà cái hàng này nè. Khóc quá, ôi ếch, ngon ếch bự cái nhà ơi, ếch bự nha, ếch cái nha, ngồi cái gì vậy, có ếch bật nha, đây cái hàng một xíu nó vô xuống hàng, ếch đặt cái nhà. Xíu nó xuống hàng. Đang trong một tình đoàn hơn cái này. Đúng không? Phải bắt hai cử, ba cử rồi cả nhà ơi. Chứ không phải bắt cử này đâu. Lớp chạy nước, rồi lớp nhữ cơi, rồi lớp bắp non. Bây giờ tới đây nhìn cái nhà quá mệt, mình nghỉ nghe nha. Nhưng mà thôi mình quay đây luôn, có gì nhà quay cho nhà xem nha. Hôm nay mình được nhìn nữa nè. Bây giờ mình quay, mình không có quay cho cái nhà xem nó, mình mệt, mình bắt không quay cái nhà ấy. Đây, nay được nhìn cái nhà ấy. Quá mệt mình. Rồi bây giờ cũng tới đây nghe nhà. Bye nhà nha.